Mến chào cô chú bác anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây cũng thành phẩm thần chậu để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình chơi cây dịp Tết cho nó khỏe ha. Thì mã số 1 ngày hôm nay là cây vạn niên tùng. Thì lưu ý đầu tiên cô chú anh chị mình chốt hàng thì hàng đi có thể chậm 1-2 ngày so với tiến độ nha. Tại vì hàng Tết nó rất là nhiều hàng nha cô chú anh chị, thông cảm giúp em ha. Rồi, hôm nay là ngày 25 tháng 10 ha. Tháng mấy? Tháng 1. 25 tháng 1 2024 nha. Cao cây tùng này là 54. Tùng đổ ha cô chú anh chị. Em giao lưu luôn cả chậu nha. Em đo tàn trên gì nè, 67. Tổng đổ luôn 75. Tùng này rất là già và cây có cái gọng rất là duyên nha. Hàng tùng thì khá là lâu lớn, cho nên giá thành của nó so ra thì hơi cao so với những cây kiển bình thường. Cái gì? Vừa đổ vừa xoắn rất là đẹp. Về mình để lên cái đôn nữa ha. Quanh cây tại vị trí này nha. 18. Em giao lưu luôn chậu nha. Chậu này thì ta nói chung là nó cũng cũ xưa, cũ rồi. Cái này mới đệm dây cho nên lá cây em sẽ lặt lại như thế này. Tầm khoảng 10-15 ngày đúng Tết đó thì cây nó sẽ cho lọc non. Nhìn cây rất là duyên. 1B. Em giao lưu luôn cả chậu. Cây này có giá là 3.500.000 bao phí ship. Vạn niên tùng. Về mình lấy cái gì mình chà cái chậu lại nha cô chú anh chị. Mà số 2B. Cây này là cây khế vị chua. Cái này ghép với khế nhật siêu trái nha. Chiều cao cây là 80. Dòng này rất là xiên trái, quanh năm cho lưu liên, không theo mùa vụ gì hết. Hết đợt này tự làm lại đợt khác. 65 tổng tàn. Rộng tàn tầm 40. Chi tai cốt cành lớn mà cắt cây làm khá là sạch đẹp. Khế chua. Dạ đúng rồi. Mấy cái này thì phí hàng cồng kềnh rất là cao nha cô chú anh chị. Tại vì chi tai nó đã có sẵn rồi, mình không có ép như cái là cái hàng phôi được. Như thế này em đo là 25. Đo đế. Dòng đế là được 75. Cây hiện tại thì khá là sạch sẽ. Đây hả? Đây phải không? Chỗ này em đo là 35 hoành. Em bó bầu vận chuyển nha. Về cô chú anh chị mình sang qua cái chậu mới cho cây nó thẩm mỹ, mình có thể đem vô nhà mình trưng Tết ha. 2B. Nhanh làm lại nụ và trái lắm nha. 2B em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây khế này có giá là 1.800.000, không bao gồm chậu. Cái mã số 3B. Cây phú sữa dòng lò rèn. Cây này có chiều cao tương đối 65. Cây này hèn bửng mô, vô chậu thì cây nó đã khỏe rồi. Tàn tổng 100. Tàn rộng 68. Khi đi em tiến hành bó bầu vận chuyển nha cô chú anh chị. Hàng cây dáng bay rất là đẹp. Đế đều 24 giờ nha. Dòng kiển ăn trái đang được rất là ưa chuộng. Như thế này em đo là được 16 hoành. Bộ đế này là 25. Rồi, vú sữa dòng lò rèn nha cô chú anh chị. Hàng ghim không ghép. Rồi, em bó bầu vận chuyển không bao gồm chậu. Vận chuyển tới nơi, cây này có giá là 1.400.000 bao phí ship, mã 3B. Cây cũng già nha. Cây mã số 19B. Ủa, 4B.
Ủa tao đọc đâu ra 19 vậy? 4B cây ngâu. Ngâu này ngâu hoa vàng. Hàng chi tai nhạo nha. Cao 38. Tàn 50. Rộng 35. Ngâu này cực kỳ mịn tàn nha. Đế cực kỳ đẹp. Quanh thân, quanh thân cây tại đây em đo được 15. Đế đẹp, chậu này cô chú anh chị mình về chơi luôn nha. Chậu này chậu gì không biết nữa, em mua rồi có chậu luôn. Dòm cốt cành lớn ha, giót ngọn. Rồi cây ngâu hoa vàng mã số 4B luôn chậu. Em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 1.500.000. 1.500.000 trọn gói. Cây me chua mã số 5B. Hiện tại cây này cốt cành quái nhạo nha. Cao cây là 50. Tàn cây 55. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Về mình có thể đệm dây thêm nha. Về chỉnh sửa lại đệm dây thêm. Cốt cành chi tay cũng khá là lớn rồi. Cái thân uốn xoắn từ thân cho đến chi. Quanh thân cây tại đây là 10. Bộ đế đẹp nha. Cây chuẩn chi tay hết rồi. Mã 5B. Em bỏ bầu vận chuyển. Cây này trọn gói cho cô chú anh chị mình 1.200.000. Đẹp quái nha. Me chua. Rồi, cây me chua mã số 16, mã số 6B. Cây này có chiều cao là 38. Em đo kích thước thì cô chú anh chị mình lưu ý giúp em đừng biết được độ lớn của cây nha. Tàn 45. Hiện tại chi tay quái cực kỳ ha. Như thế này em đo là 30. Thân 30 nha. Cây có đế. Em giao lưu bao phí ship cây me này có giá là 1 triệu. Bên em vận chuyển hàng và giao hàng tới nơi nha. Nếu hàng trên 1 triệu và khách lạ thì lưu ý, nhã ý cho em xin cọc trước nha cô chú anh chị. Cây mã số 7B cũng là cây me chua và giá là 1 triệu đồng bao ship. Cây có chiều cao là 45. Tại có những khách hàng á, đặt hàng tới nơi rồi điện thoại hoài không nhận. Hàng cây cảnh á, thì đâu phải như quần áo đâu. Mình đi về thì tụi em đâu có thể bán được liền. 48 là tổng tàn. Lời một cây thì không có bao nhiêu. Đường thân cây này khá duyên nha. Cây có đường thân là 18. Đế cây 34. Cây cực kỳ già và đã từng có trái khi mà lên chậu rồi nha. Về mình chăm sóc thêm. Rồi cây này em giao lưu cũng là 1 triệu đồng bao phí ship cho mã số 7B. 8B. Cây linh sam sông Hinh dáng bay. Hàng cũng cực kỳ già và hàng này bên em có cả số lượng nha cô chú anh chị. Cao 35. Mình đặt số lượng thì bên em sẽ giảm giá lại cho cô chú anh chị mình có thể về chỉnh sửa giao lưu lại ha. Tàn 100. Hàng tương đối thì giống nhau thôi ha. Rộng tàn 55. Chi tay cực kỳ mịn và lớn nha. Lớn hơn ngón tay cái hết rồi. Chi tay là nuôi khoảng 2-3 năm. Quay qua đây đi rồi em đo quanh cây tại đây nha cô chú anh chị. Nói trên đây cho chính xác là được 22 đi ha. Tại 23 nó không đẹp. Cây có đế luôn. Em bó bầu vận chuyển nha. Mà 8B trọn gói. Giá chỉ 1.900.000. 1.900 bao ship. Mấy cái cây này đi thì nó có tình trạng vàng và rụng lá thôi.
nếu vận chuyển đường xa nha. Vậy cô chú anh chị mình tiến hành lặt lá hết cũng được. Rồi, cây mã số 9B cũng là linh sam song hình. Cây có chiều cao 38. Cây nào em cũng lựa từng cây, trong mấy trăm cây mà lựa từng cây hết. 68 tổng tàn dài. Rộng tàn 49. Nhạo cực kỳ hết cô chú anh chị. Phơm tàn cây nó mịn. Rồi. Thân cây tại đây là 25. Cây có đế về mình chỉnh sửa khi sang chậu mới giúp em nha. Cây này bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình chỉ 1.800.000. Hai cây bên em mới có giá giảm nha. Tại vì giá thành bên em báo thì bao cho cô chú anh chị mình luôn. Cây mã số 10B. Cây này là dòng linh sam song hình. Ủa bậy, siêu bông. 40 là cao. Tàn cây 48. Linh sam song hình hàng co lắc. Ủa siêu bông. Lộn hoài. 17 là hoành thân cây. Cây nuôi đế khá là tốt nha. Cây này em giao lưu bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình 800.000 đồng. Mã 10B. Dòng siêu bông. Cây mã số 11B. Cây có chiều cao 43. Cũng là dòng linh sam siêu bông. 52. Tàn dài. Rộng tàn tầm 25. Hoa tím cực kỳ thơm. Thân cây co nè. Rất là nhiều nhịp. Cây toàn bộ là dáng quái hết, không đụng hàng. Quanh thân cây 14. Đế nguyên một cục luôn. 800.000 đồng trọn gói. Em bao ship tận nơi. Mã số 11B. Số điện thoại của em là 0939700449. Cây chiếu thủy. Hàng này là kim giòn. Chiều cao 32. Tàn 42. Cái này em mới ép chậu. Cô chú anh chị mình về tưới nước giữ ẩm là cây nó sẽ lên lọc non và hoa kèm theo luôn. Bắt nhánh này vô dây thả dán vân nhân xuống ha cô chú anh chị. Cốt lớn. Quanh thân cây được 24. Cây xả dây hết rồi. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình trọn gói 12B giá chỉ 700.000. Chậu nhựa đi luôn hay gì? Dạ chậu nhựa em gửi đi luôn. 700 bao ship. Cây mã số 13B. Mai chiếu thủy hàng da đen lá lớn. Cao cây 38. Tàn 50. Thì cô chú anh chị nào ơn cây nào thì tranh thủ mua ha. Tại vì tầm 22-23 là bên em nghỉ Tết rồi, do bên vận chuyển nó không vận chuyển hàng nữa nha cô chú anh chị. Với lại thời điểm đó thì cô chú anh chị mình mua cây về nhà dưỡng chơi Tết là ok rồi. Cây này chậu nhỏ em sẽ gửi đi luôn, chậu xi măng bình thường thôi ha. Về mình ở không thì mình vô, còn không thì mình chà chậu lên mình chơi luôn. 35 tổng thân trên. Tổng đế dưới 52. Đây em chỉ cái lỗi của cây. Bị lũa đã làm tới thịt rồi nha. Cây rất là già và mặt cắt kéo liền hết rồi. Mã số 13B. Chọn gói em giao lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình chỉ 900.000. Đúng rồi, 900.000 đồng bao ship. 14B. Cây tùng vạn niên hàng dáng đổ. Cao 25. Đổ 65. Cây mini để bàn. Hoành thân thì khoảng 7-8 thôi. Em giao lưu luôn cả chậu nha. 14B. Chậu mới hay gì? Chậu này chậu mới, hàng Biên Hòa Đồng Nai. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 1.000.000 đồng tận nơi. Vạn niên tùng. Hàng chơi phong thủy luôn nha cô chú anh chị.
cây cần thăng. Cần thăng này còn một vài cây, bên em sẽ xả ra luôn. Cao là 54. Cần cù thăng tiến mình có thể ghép với ba cái cam Mỹ á cô chú anh chị. Tàn 30. Quanh thân đây khoảng 10. Sổ đế 30. Như thế này em đo là được 50 đi nha. Mình có thể những kết hợp những cái tiểu cảnh hoặc là cái tượng mình để vô trong đây ha. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình, giá một thôi, 700 bao ship. Đó là giá đúng xả luôn. Rồi cây này giá là 900 bao ship. Mã số 16B. Cao 54. Tàn 35. Củ quái đế già cộng lớn. Rồi, chỗ này em đo là 24. Sổ đế 35. Cây này 900 trọn gói, nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Cây nổi da cớm hết. Cây nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm, dòng này chuẩn chi tay, thân cành đế nha. Cao cây 64. Tàn cây 68. Hàng này chuẩn bị lên nụ, mình chơi Tết là vừa luôn nha cô chú anh chị. Hoa trắng và cực kỳ thơm. Hàng này cũng thuần chậu. Đúng rồi, lá xoắn hoa chùm. Cây già cực kỳ. Chỗ này em đo là được 19. Thân này là 49. Đường kính bầu của cây là 48. Cây hiện tại không thấy cái thẹo gì đáng kể nha. Ngoài cái mặt cắt của cây nó khá là sành. 17B. Cây nguyệt quế này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 1.700.000 đồng. Vàng đế khá là lực ha. Cây nguyệt quế mã số 18B. Cao cây 40. Cây này có cành bay nha. Tàn 50. Rộng tàn 32. Cây này giờ mấy cái đầu đọt là nó ôm nụ li ti hết trơn rồi. Sợ nhỏ quá cô chú anh chị mình không thấy được á. Nhưng mà nhìn bằng mắt thường ở ngoài thì mình thấy được hết nha. Cây cực kỳ già. Dáng bay. Ở chỗ cái đầu mà cắt này nó hơi tuột da chỗ này, nhưng mà nó không có bị thiếu cành nha. Cây phơm tàn mịn rồi. Nu nần quái. Em đo hoành thân chuẩn em báo 19. Bộ đế nằm dài này là được 25. Vô chậu dĩa ha. 18B. Trọn gói bao phí ship cho cô chú anh chị mình cây này 1.200.000. Mã số 19B. Mai chiếu thủy dòng trung nu hàng nguyên thủy. Hàng này mình vừa chơi Tết nha. 62 cao. Ngang 50. Vận chuyển thì mấy cây này rất là khỏe nha. Hồi đó tới giờ em bán cũng nhiều cho nên biết tình trạng cây như thế nào ha. Cây hiện tại là ôm nụ cực kỳ nhiều. Ba thân luôn nha cô chú anh chị tam tài. Quanh thân lớn đại diện trong ba thân. 11. Cây liền đế. Em giao lưu bao phí ship 600.000 đồng. Một giá một cây không giảm nha. Thông cảm giúp em. Hàng cồng kềnh phí rất là cao nha cô chú anh chị. Mã số 20. Thì thay vì báo giá cao thì bớt cô chú anh chị lại cũng vậy. Em báo giá một thôi, không thấp nha. Cao 68. Tàn 50.
Một cây ship tầm khoảng 200 ngàn rồi. Nếu lại đây lấy thì một cây như thế này em tính giá chỉ 350 ngàn thôi. Em đo tổng nha, thân này khoảng 15 đến 17 á. Tổng 35. Bầu này sang qua chậu 4 lọt lòng. Cây hiện tại là chi tay khá đều và giá cũng là 600 ngàn đồng bên em bao phí ship cho mình nha. Mã số 20. Số điện thoại của em là 0939700449. 21. Cây này lùng lực duyên cây nha cô chú anh chị. Cao cây 50. Tàn cây 45. Dầm kỹ giùm em nè. Nhìn rất là mê luôn. Hoa thơm và khá là xiên bông trong năm. Em đo thân trên đây thôi nha. Trừ hao dây kẽm em tính hoành của nó là 20. Có một cái vết. Đúng rồi, tới đây thôi. Nói chung là không ảnh hưởng gì đến sự sống của cây. Rồi, cây này giao lưu bao phí ship cho mình là 500 ngàn đồng. Mã số 21B. 22B. Cây này hoa lên rộ còn nụ cũng khá là nhiều nha. Chiếu thủy trung nu nguyên thủy. 65 cao cây. 45 tàn ngang cây. Khá rộ. Nhưng mà còn nụ nhiều nè. Đây tới Tết thì mình còn tầm có mười mấy ngày nữa. Bữa nay là rằm rồi. Hoành thân cây là 15. Nhỏ nhỏ nhưng cây ôm nu khá đều nha. Rồi 450 ngàn đồng bao phí ship. Mã số 22B. Rồi cây 23B giá cũng là 450 ngàn. Cao cây 57. Lên nghe mày thấy. Biết đâu. Tàn 44. Sáng kêu lên 25 mã mà. Hoành thân. Ôi đất thấp lắm. 14 là hoành thân cây. Đúng rồi. 23B. Đây dòm phơm tàn của chú anh chị mình hết chê ha. 450 ngàn đồng bao phí ship. Rồi lên nè. Cây kéo qua bên kia cái. Rồi. Cây mai thái nha cô chú anh chị. Mã số 24B. Cao chuẩn 100. Cây này về chơi bonsai là hết ý. Nhưng cuốn cái tàn xuống thì rất là uổng nha. Tàn 100. Tròn đều. Vàng bơ. Vàng bơ. Cái màu rất là tươi nha. Rồi, là một vàng bơ nha. Cái củ của cây nè. Nhìn cái củ cực kỳ đã luôn. Mấy cái dòng này nuôi lâu năm lắm nha cô chú anh chị. 4-5 năm mới được cây như thế này nè. Hàng cũng thân gỗ luôn. Hoành thân này 19. Củ đế nè. Khoảng 2 ôm tay như thế này nè. Đó là chưa có môi ra luôn á. Về mình chỉnh sửa thêm. Chơi Tết xong rồi mình hả môi. 5 tuổi chưa? Cỡ đó. Cực kỳ già. Rồi em giao lưu bao phí ship bó bầu vận chuyển nha. Rồi cây này em báo giá tới nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 2 triệu đồng. Hàng này chơi Tết vô tư nha cô chú anh chị. Được chưa? Để đây luôn đi. Kinh dùng chi. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu đồng bao phí ship. Rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ shop em trong thời gian vừa qua. Và rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em ở clip này ha. Chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ.